Kinh văn: Nếu có chúng sanh nào làm thân Phật chảy máu, hủy bán tam bảo, chẳng kính tôn kinh, kẻ đó cũng phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Lược giảng: Nếu có chúng sanh nào làm thân Phật chảy máu, đây chỉ là giả thiết, ví dụ là có hạng chúng sanh phạm một tội ác như thế mà thôi. Thế nào gọi là làm thân Phật chảy máu, xuất Phật thân huyết? Hiện nay Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, thì làm sao có thể bị chúng sanh làm thân Phật chảy máu được? Giả lại chúng ta không sanh vào thời Đức Phật còn tại thế, cũng không gặp được Phật, thì làm sao có thể làm thân Phật chảy máu được? Vào thời Đức Phật còn tại thế thì làm thân Phật chảy máu có nghĩa là làm cho thân thể của Phật bị tổn thương, gây thương tích cho Phật. Còn sau khi Phật nhập Niết Bàn thì làm thân Phật chảy máu tức là phá hủy tượng Phật, như cố tình làm sứt mất một lỗ tai hoặc làm gãy một ngón tay của tôn tượng. Ngay cả thiêu đốt các tranh vẽ hình Phật bằng giấy cũng thế, đó cũng chẳng khác nào làm thân Phật chảy máu vậy. Tội này chúng không thể sám hối mà tiêu tan được, nhưng có thể tùy theo tình huống mà có sự khai duyên, ngoại lệ. Chẳng hạn, nếu do say rượu, mắc bệnh điên cuồng hoặc tâm trí rối loạn bất thường mà phạm phải, thì được xem là ngoại lệ, không bị khép vào thứ tội này. Tuy nhiên, nếu diện cớ mình tinh thần bất ổn hoặc là say rượu, rồi cố ý làm càn, thì nhất định là có tội. Nếu quý vị do vô tình mà trót phạm, thì nghiệp tội được nhẹ bớt phần nào. Lúc Đức Phật còn tại thế, oai lực thần thông của Phật lớn lao như vậy, thì ai mà có thể làm thân Phật chảy máu được? Phật đã chứng quả rồi, thì ai mà có thể hãm hại, gây thương tích cho Phật được? Ở đời, lắm lúc cũng có những sự việc xảy ra ngoài sức dự liệu của con người. Phật cũng có thể bị ám hại, bị hành hung vậy. Quý vị đã có bao giờ nghe đến cái tên Đề Bà Đạt Đa chưa? Tôn giả Đề Bà Đạt Đa vốn là em chú bác của Đức Phật, nhưng ông lại thường xuyên gây khó dễ cho Phật, chuyên môn chống đối Phật. Phật thuyết pháp này thì ông phá hoại, Phật thuyết pháp kia thì ông đã kích. Nói tóm lại, bất cứ điều gì Phật làm, ông cũng bài bác và cho là không đúng cả. Thế thì Đề Bà Đạt Đa hãm hại Đức Phật như thế nào? Có một lần, Đề Bà Đạt Đa tìm một phụ nữ gia cảnh rất nghèo khó và nói với cô ta rằng: Cô hãy giúp ta một việc, khi xong việc, ta sẽ thưởng cho cô một món tiền rất lớn. Con người trong cảnh túng thiếu thường dễ bị đồng tiền lung lạc. Có kẻ miễn có tiền là chịu làm tất cả, và người phụ nữ này cũng không thoát khỏi lẽ thường tình đó. Vì thế, cô ta sốt sắng hỏi: Ngài cần tôi làm việc gì? Đề Bà Đạt Đa bảo: Cô hãy độn một cái gối trong bụng, giả vờ là đang mang thai. Sau đó, đợi đến lúc Phật thuyết pháp, thì cô hãy ra trước mặt các đệ tử của Phật mà tuyên bố rằng đứa bé trong bụng cô là con của Phật. Như thế, thanh danh của Phật sẽ bị hoen ố, và các đệ tử của Phật sẽ không còn tin tưởng ở Phật nữa. Khi việc thành rồi, ta sẽ thưởng cho cô rất hậu hỷ. Người phụ nữ ấy y lời, răm rắp làm đúng theo lời dặn. Cô liền độn bụng cho lớn và ngang nhiên nói với đệ tử của Phật rằng đứa bé trong bụng cô ta là con của Phật, cố ý bôi nhọ thanh danh của Phật. Nhưng Đức Phật có thần thông, Ngài dùng thần thông làm trớt cái gối độn bụng của cô ta trước sự chứng kiến của mọi người. Nhờ đó, ai nấy đều hiểu ra là cô ta muốn du oan giá họa cho Phật. Đây là một trong những cách Đề Bà Đạt Đa dùng để ám hại Phật trong lúc Phật giảng kinh thuyết pháp. Lại có một lần, Đề Bà Đạt Đa dùng thần thông để ám hại Phật. Bởi Đề Bà Đạt Đa cũng có thần thông, cho nên một hôm nọ, nhân lúc Phật đang trên đường tới núi Linh Thứu, ông xô núi cho lở ra để đá lăn đổ xuống,
chủ ý là đè Đức Phật đến tan xương nát thịt. May thay, ngay khi ông ta ra tay đẩy núi, thì vị Kim Cang Lực Sĩ, cũng chính là vị Sơn Thần giữ núi Linh Thứ, tên là Bối Lạp, trông thấy. Và thế là từ đằng xa, thần Bối Lạp giơ chùy Kim Cang ra đỡ lấy núi, khiến bao nhiêu đá núi đều văng ngược trở lại. Đá bị vỡ vụn văng tung tóe, và có một hòn đá nhỏ văng trúng đầu ngón chân út của Phật, làm cho rách da chảy máu. Đây chính là làm thân Phật chảy máu. Lần này thân Phật có bị chảy máu, nhưng cũng không hề gì. Tuy nhiên, liền ngay lúc đó, có một chiếc xe hừng hực lửa của địa ngục chạy đến. Đề Bà Đạt Đa bị bắt sống và áp giải về địa ngục. Đề Bà Đạt Đa vừa làm thân Phật chảy máu thì liền bị đọa địa ngục ngay lúc còn sống, phải mang nhục thân vào địa ngục. Người đời nay nếu thiêu đốt hình Phật, phá hủy tượng Phật hoặc đập phá chùa chiền, tháp miếu tôn thờ Phật thì đều bị xem là phạm cùng một tội với Đề Bà Đạt Đa, tức làm thân Phật chảy máu vậy. Hủy bán tam bảo. Thế nào gọi là hủy bán tam bảo? Chúng ta những người tin Phật phải nhớ kỹ là chớ phạm tội này, tuyệt đối đừng bao giờ khinh chê tam bảo, nói xấu Phật Pháp Tăng. Trong giới hạnh Bồ Tát có giới điều không rao nói lỗi của tứ chúng. Tứ chúng là gồm có tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di. Người đã thọ Bồ Tát giới thì không được rêu rao, bàn tán về những lỗi lầm sai sót của tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di. Chính bản thân mình không nói đã đành, nếu bắt gặp người khác nói lỗi của tứ chúng thì quý vị cũng đừng góp chuyện hoặc nói hùa theo, mà phải như là mình không nghe thấy gì cả vậy. Vì sao? Vì nếu quý vị hùa theo họ mà bàn ra tán vào thì quý vị cũng sẽ mắc tội quỷ bán tam bảo và đồng thời phạm luôn cả tội rao nói lỗi của tứ chúng. Do đó, tốt nhất là cứ ngậm miệng làm thinh. Ngoài ra, kiến giải của phàm phu chúng ta thường hay có chỗ sai lầm. Bên cạnh đó, cảnh giới của hàng thánh nhân lại không phải là những gì mà phàm phu chúng ta có thể biết rõ được. Chẳng hạn như bậc sơ địa Bồ Tát thì không thể biết được cảnh giới của hàng nhị địa Bồ Tát, thập địa Bồ Tát thì không thể biết được cảnh giới của đẳng giác Bồ Tát, sơ quả A-la-hán thì không thể biết được cảnh giới của nhị quả A-la-hán. Cho nên, khi chưa có được trí huệ chân chánh, thì chúng ta không nên sanh tâm quỷ bán tam bảo và cũng đừng rao nói lỗi của tứ chúng. Cho dù họ rõ ràng là có lỗi, quý vị cũng chớ vội phê phán. Vì sao? Vì nếu biết được cái sai của người ta, thì hãy lấy đó mà răn mình để tránh và làm cho đúng là được rồi. Chứ đừng như cái máy chụp hình, toàn là chụp hình cho người khác, tự mình thì không chụp được cho chính mình. Thế nên chính mình hình dạng như thế nào thì lại không hay, không biết. Giảng đến đây, tôi nhớ đến một công án về Chí Công Thiền Sư, đời vua Lương Võ Đế ở Trung Hoa. Mỗi ngày Chí Công Thiền Sư đều ăn hai con chim bồ câu. Thấy thế, người đầu bếp nghĩ rằng thịt bồ câu hẳn là ngon lắm. Và một hôm, anh ta lén ăn bớt một cái cánh của chim bồ câu. Ngài Chí Công sau khi ăn hết hai con bồ câu thì hỏi anh ta: "Tại sao ngươi ăn vụng thịt bồ câu của ta?" Người đầu bếp liền chối: "Bạch thầy, con đâu dám làm thế." Ngài Chí Công gặn hỏi: "Không phải sao, ông xem này." Nói xong, ngài há miệng và khạc ra hai con chim bồ câu. Một con vỗ cánh bay đi liền, còn con kia thì không bay đi được vì bị thiếu mất một cái cánh. Và ngài hỏi tiếp trước sự sửng sốt của người đầu bếp: "Nếu ông không ăn thì cánh của con chim này mất đi đâu?" Quý vị xem, cùng là ăn thịt chim bồ câu đã được nấu chín và chặt nhỏ, mà Chí Công Thiền Sư thì có thể khạc ra lại nguyên vẹn con bồ câu còn sống. Còn người đầu bếp thì không có được khả năng ấy, ăn vào bụng rồi là thôi, chẳng thể làm cho nó sống lại được. Cho nên cảnh giới của Chí Công Thiền Sư là
ăn mà như không ăn. Lại có một công án khác về Tế Công Thiền Sư ở chùa Linh Ẩn tại Tây Hồ, Hàng Châu, Trung Hoa. Ngài ăn thịt chó, uống rượu và ngày nào cũng uống đến say mềm, đến nỗi vừa nhìn là ai nấy đều biết đó là một ông sư say rượu. Nhưng thực sự thì những khi say sưa như thế chính là lúc Ngài đi khắp nơi giáo hóa chúng sanh. Một lần nọ, trong chùa tạc một pho tượng Phật và muốn thép vàng, Tế Công Thiền Sư hay tin liền bạch với Hòa Thượng Phương Trượng: "Xin Hòa Thượng cho phép tôi thép vàng pho tượng Phật này." Khỏi phải kêu mướn ai cả, Hòa Thượng Phương Trượng bằng lòng. Thế nhưng đợi mãi vẫn không thấy Ngài Tế Công thép vàng cho pho tượng. Vị sư quản lý bèn nhắc: "Ông muốn thép vàng tượng Phật này, nhưng sao chờ mãi mà không thấy ông làm gì cả?" Ngài Tế Công nói: "Vâng, tôi sẽ làm ngay." Đến tối hôm ấy, Ngài Tế Công lại cũng uống rượu say mềm như mọi khi, rồi đợi cho mọi người đều đi ngủ cả. Ngài đến trước pho tượng Phật mới tạc và há miệng khạc vàng ra rồi phun lên pho tượng. Bấy giờ, khi toàn thể bức tượng đã được bao phủ bởi một lớp vàng sáng lóng lánh, chỉ còn sót một chỗ trên đỉnh đầu mà thôi, thì đúng lúc đó, vì nghe thấy tiếng khạc nhổ ôm sòm của Ngài Tế Công, vị sư quản lý bèn tức tốc chạy đến xem và trách móc: "Sao ông lại cả gan đến thế? Ông dám nhổ đờm lên tượng Phật à?" Ngài Tế Công chỉ nói: "Thế thì thôi, tôi không nhổ nữa." Và Ngài bỏ đi. Hôm sau, mọi người ra xem thì thấy tượng Phật đã được thép vàng xong xuôi, chỉ còn sót một chỗ nhỏ trên đỉnh đầu mà thôi. Vì thế, trong chùa phải gọi thợ chuyên môn thép vàng đến làm nốt cho xong. Nhưng lớp vàng đắp thêm đó lại không đẹp bằng vàng do Ngài Tế Công khạc nhổ ra. Quý vị xem, cảnh giới của bậc A-la-hán thật là không thể nghĩ bàn. Do đó, chúng ta là những người tin Phật thì không nên ngồi lê đôi mắt, rao nói lỗi của tứ chúng. Bởi nếu đối tượng mà quý vị xúc phạm là người bình thường thì có thể không hề gì. Nhưng nếu nhầm bậc thánh nhân đã chứng quả thì quý vị sẽ mang tội. Mang tội thì sẽ ra sao? Thì quý vị sẽ bị đọa địa ngục. Tại sao có những người muốn hủy bán tam bảo? Đó là vì họ không có tín tâm. Nguyên nhân nào khiến những kẻ ấy không có tín tâm? Tùy theo trường hợp, có lúc là do họ giao du nhằm bạn xấu mà ra. Bạn xấu là bao gồm những kẻ xấu xa, ác độc, không hiểu Phật Pháp. Những kẻ ác không hiểu Phật Pháp thì thường hủy bán tam bảo. Do đó, nếu người nào kết giao với họ thì cũng bị tiêm nhiễm, dần dần cũng có thói khinh chê, hủy hoại tam bảo như họ vậy. Ngoài ra, những người xỉm khúc, ngu si cũng thường hủy bán tam bảo. Thế nào gọi là xỉm khúc? Xỉm khúc là xỉm nịnh, nịnh nọt. Người thời nay thường nói là tân bốc, bợ đỡ. Như có những người không tiếc lời ca tụng, tấm tắc khen ngợi quý vị để được quý vị tin yêu, rồi sau đó lợi dụng sự tin yêu của quý vị để mưu đồ lợi lộc riêng tư. Như thế gọi là xỉm khúc. Bởi tâm địa của họ vốn khúc mắc quanh co, gian manh xảo trá, chứ không phải ngay thẳng, thành thật. Vì sao họ lại xỉm khúc như thế? Bởi vì họ ngu si. Song những kẻ ngu si đó lại tự cho rằng mình vô cùng thông minh, tài trí, nên thường có cái thói thông minh mạn, kiêu hãnh, ngạo mạn về trí thông minh của mình. Thông minh mạn cũng chính là tăng thượng mạn, giống như thứ kiêu căng ngã mạn của 5.000 người không dự pháp hội thuyết kinh Pháp Hoa mà bỏ ra về vậy. Người tăng thượng mạn mang cái thói thông minh mạn, họ có phần nào thông minh nhưng rất kiêu ngạo, xem thường người khác, coi ai cũng không bằng mình. Do thói ngạo mạn về trí thông minh của mình nên họ không tin chánh pháp, lại còn khinh chê hủy bán giáo lý của Đức Phật, móc bỏ pháp nhãn của chúng sanh. Tại sao nói như thế? Bởi chúng sanh vốn có trạch pháp nhãn, con mắt khả năng biết chọn lựa pháp, nhưng họ lại muốn làm cho chúng sanh mất phương hướng,
lầm đường lạc lối. Như thế thì có khác nào cầm dao khoét mất con mắt, trạch pháp nhãn của chúng sanh? Những kẻ làm cho chúng sanh không còn trạch pháp nhãn này, trong tương lai sẽ bị quả báo thân thể có khuyết tật hoặc tàn phế, như không có tai hoặc không có chân. Không có chân tức là mắc bệnh liệt hoặc bệnh khèo, và thường là không đi đứng được hoặc chỉ đi khập khiễng. Họ cũng có thể phải chịu quả báo bị câm, tuy có lưỡi nhưng không nói được. Vì sao bị câm? Quý vị cần phải lưu ý điểm này. Người câm trên thế gian này đều là do hủy bán tam bảo mà ra. Những kẻ hủy bán tam bảo sẽ bị đọa vào địa ngục, và ở đó thọ tội trong suốt 2 ức năm, rồi mới được đi đầu thai. Đầu thai làm thân gì? Họ phải đầu thai làm thân súc sanh, như ngựa, trâu, dê, gà, chó. Và họ phải mang thân súc sanh như thế suốt 2 ức năm, rồi sau đó mới được làm người trở lại. Bây giờ, tuy họ được mang thân người, nhưng 6 căn không toàn vẹn, như bị đuôi mù, không có mắt, hoặc bị điếc, không nghe thấy gì cả, hoặc bị câm, có lưỡi mà không nói được, chẳng khác gì không có lưỡi vậy. Nói tóm lại, những người mà đời này lục căn bị khiếm khuyết hoặc tướng mạo xấu xí đều là do trong đời quá khứ họ đã từng chê bai, hủy bán tam bảo. Lúc sống, họ phải chịu đựng vô lượng đau khổ đắng cay như thế, và sau khi chết, họ lại còn bị đọa vào địa ngục vô gián nữa. Đó là nói về quả báo do quỷ bán tam bảo. Chẳng kính tôn kinh. Đây là điều chúng ta cần phải chú ý. Phàm là kinh điển của Phật, chúng ta nhất định phải tôn kính và quý trọng. Kinh Kim Cang có dạy rằng, phàm nơi nào có kinh điển là nơi đó có Phật. Đúng vậy, kinh điển là nơi an trụ của Pháp thân chư Phật, do đó chúng ta phải hết lòng cung kính. Nơi cất giữ kinh điển cần phải được thu dọn cho sạch sẽ, ngăn nắp, không nên để bừa bãi. Kinh Phật phải được đặt nơi cao ráo ở bên trên tất cả các loại kinh điển hoặc sách vở phổ thông khác, và phải để về phía đầu nằm, chứ không được để ở phía chân. Bằng không, nếu để ở dưới thấp, tức là không cung kính. Ngoài ra, giường ngủ là nơi không được sạch sẽ nhất, cho nên phải nhớ kỹ là không nên để kinh điển trên giường. Phàm là kinh Phật hoặc sách Phật, chúng ta đều phải cung kính, tôn trọng. Phải cung kính kinh điển như cung kính Phật. Không cung kính kinh điển tức là không cung kính Phật, và như thế cũng chính là hủy bán tam bảo vậy. Những nghiệp tội làm thân Phật chảy máu, hủy bán tam bảo, chẳng kính tôn kinh là như nhau. Cho nên kẻ nào có những hành vi này thì kẻ đó phải đọa vào địa ngục vô gián trong 1000 muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Do đó, mọi người phải nhớ kỹ đoạn kinh văn vô cùng quan trọng này. Người học Phật nhất định phải luôn luôn tôn kính tam bảo, quý trọng kinh điển, và không làm thân Phật chảy máu.